Chào các bạn. Trong video số 49 và video số 50 mình có giới thiệu đến bạn hai ván đấu giữa danh thủ Đào Hán Minh và danh thủ Mỹ Lợi Minh. Trong hai ván đấu đó thì mỗi danh thủ thắng 1 và đều đạt được 2 điểm. Vì vậy phải phân cao thấp bằng ván 3 là ván gần nhanh. Trong ván 3 thì sẽ bốc thăm tin hậu. Bên đỏ buộc phải thắng để đi tiếp, còn bên đen chỉ cần thủ hòa là lọt tiếp vào vòng sau. Theo thể lệ của giải thì bên đỏ đi tin có 6 phút tích lũy 3 giây và bên đen thủ hậu có 4 phút tích lũy 3 giây. Theo như bốc thăm thì Mỹ Lợi Minh cầm đỏ đi tin đào hảo minh cầm đen thu hậu diễn biến của ván đấu diễn nhanh như sau mà các bạn theo dõi Đến đây hai bên bắt tay chịu hòa và dĩ nhiên Đào Hán Minh cầm đen thủ hậu sẽ lọt tiếp vào vòng sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.